Chị thú chứ không phải tham quan vườn thú anh. Ừ. Dạ, anh làm ơn anh sống về con người giùm em cái. Thưa quý vị, sao anh rất là vui mừng một tuần mới lại gặp tất cả quý vị trên chương trình du lịch kỳ thú. Và ngày hôm nay tôi chính là Sĩ Thanh, linh hồn của chương trình du lịch kỳ thú. Và các thám tử tham gia ngày hôm nay gồm có thám tử Thiên Vương, thám tử Nicole Lan Trinh, thám tử May và thám tử Pedro. Xin chúc tất cả một ngày sống này. Như thường lệ thì hôm nay là một ngày đặc biệt của chúng ta đã trở lại, đã có lôi kéo được thám tử May nó quay lại với chương trình sau một thời gian nghỉ dưỡng. May của em. Trời ơi, cái thứ mà lật lộng không có May á thì á trời ơi May là cái gì anh đó. Đừng có nghe mấy bạn đó nói như vậy, anh có biết không, là mấy ngày mà anh vắng mặt em luôn luôn nhớ thương em, luôn luôn mong muốn là cái vị trí này là có May ngồi. Dù có các thám tử mới là thám tử nam rất là đẹp trai, điển trai hơn anh về mọi mặt. Ví dụ như Lincoln đúng không? Mày không biết những cái lời nói y chang vậy cũng đã nói với Lincoln. Lật lộng lắm. Không, em đàng hoàng lắm, em không làm gì hết trơn. Thôi bây giờ chúng ta sẽ đọc lại lá thư của tuần trước. Có nội dung như sau: gửi chương trình du lịch kỳ thú, em tên là Nguyễn Khánh Vân, 26 tuổi, sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Em chạy xe máy rất là yếu. Cách đây khoảng nửa năm em bị té xe nặng lắm, gãy xương gò má và phải tiểu phẫu nẹp đinh để cố định lại xương, rất là đau. Từ đó tới giờ em hầu như rất là sợ chạy xe và hay giật mình nếu như có xe nào bất ngờ chạy nhanh qua. Em nhờ chương trình và các thám tử có thể giúp em chạy xe tốt hơn. Cảm ơn chương trình. Xin mời ba Dô, thám tử lạng lách nhất của chương trình. Ơi, lạng lách té xe rồi. Xin lỗi thư ký, là cái chuyện mà lạng lách đó là quá khứ rồi. Ba Dô bây giờ đã khác, xuống tóc là biết rồi. Ba Dô kể cái câu chuyện mà lái xe hơi xong rồi chiếc xe lộn nhào xong rồi cà rồi 30 độ trên đường đó. Bữa anh kể em đó. Cái chuyện đó nó đã là ám ảnh một thời gian quá rồi. Rồi thời gian cũng đã nguôi ngoai về cái chuyện đó rồi. Mà quan trọng cái xe đó không phải của bà Dô ta. Bởi bà Dô càng ám ảnh hơn. Đâu có, cái chủ xe thì rất là vui bởi vì có cơ hội làm lại xe mới. Mà không phải tốn một xu nào hết, bởi vì tiền bà Dô làm hết hả. Đó, thì chắc bà Dô không vui lắm đâu. Thì cái người mà buồn bã nhất và ám ảnh nhất là bà Dô. Đã xảy ra. Bà Dô sức lắm, lắc cất lắm. Rồi bây giờ con người ta đã khác rồi. Có người ta chạy là... xe bây giờ tốc độ tối đa cũng chỉ là 40 cây số một giờ. Bây giờ nhìn bác Sơ với Thiên Như cũng khác gì nhau, có người hai ông già. Kiểu như về giường á, kiểu người là mẫu túp liều. Xin lỗi các em, anh để vào lãnh cung lâu rồi. Hả? Bây giờ để chúng ta vào clip để xem bác Sơ đã khác như thế nào nhé. Như tất cả các bạn cũng đã thấy, tình hình tham gia giao thông của dân tại thành phố Hồ Chí Minh rất là đông đúc. Chúng ta thường xuyên xảy ra những vấn đề tai nạn. Và bản thân từng cá thể chúng ta để tham gia giao thông một cách an toàn nhất thì chúng ta phải có kiến thức và kỹ năng tham gia giao thông. Như bác Dô ngày hôm nay, bác Dô cũng đã trang bị nón bảo hiểm, dụng cụ bảo hộ và đi xe hơi cho nó chắc. Ê mày, cái bộ đồ giống anh quá. Cái gì vậy? Kính thưa quý vị khán giả, bây giờ chúng ta đang có mặt tại sân tập xe của nhóm Phù Động. Và đây chính là nhóm trưởng của nhóm, đó chính là anh Trung. Thưa anh Trung, không biết dạo gần đây anh xem trên mạng á, anh có được biết những cái ninja huyền thoại mà thường xuyên gây ra tai nạn giao thông không ạ? Nếu mà mình không lầm thì những ninja huyền thoại có một cái đặc điểm rất là chung chung, đó là đi tay ga và chùm kín từ đầu xuống chân luôn. Và những cái đó thì thực sự là nhóm mình đi ra ngoài đường rất sợ những cái ninja, những cái nhân vật như vậy, đúng không? Cũng chính vì vậy mà ngày hôm nay cũng đã có một khán giả, đó là bạn Khánh Vân, cũng đã gửi thư về chương trình. Bởi vì trước đây bạn cũng đã từng gặp một tai nạn giao thông. Thì cũng nhờ ngày hôm nay nhờ nhóm mình sẽ hướng dẫn cho bạn ấy làm cách nào để tham gia giao thông một cách an toàn nhất. Đây chính là bạn nữ khán giả của chương trình. Y chang luôn, y chang ninja. Mời bạn qua đây. Huyền thoại xuất hiện. Chào bạn.
À, đây là anh Trung, nhóm trưởng của nhóm tập xe tại bảy tập ngày hôm nay. Thì theo anh Trung nhận xét thì đây có phải là ninja huyền thoại không ạ? Thực sự đây thì bạn này giống tới 80-90% những ninja huyền thoại xuất hiện ngoài đường rồi. Là vấn đề là nằm ở đâu ạ? Anh có thể chỉ rõ chi tiết hơn ạ? Ok, mình sẽ nói từ trên xuống dưới luôn ha. Thứ nhất, bạn mặc một cái áo khoác và nó đang cái phần này của áo khoác nè, nó đang che cổ bạn lại, che tầm nhìn đúng không ạ? Thứ nhất là có hai vấn đề của cái này. Một á, cái ở trên này nó che tầm nhìn hai bên, tầm nhìn ngoại biên nó rất quan trọng khi lái xe, bởi vì đó sẽ là cái để mình kiểm soát những cái xe nó di chuyển từ hai bên đường vào. Ví dụ như bạn che mắt như vậy thì bạn không thể nào thấy, ví dụ đang ra ngã tư có một cái xe nó đi từ bên phải sang, bạn bị che bên hai bên ngoại biên là chắc chắn bạn sẽ không thấy cái xe đó đi ngang qua, và khi đó bạn phải xử lý rất là khó khăn, rất là nguy hiểm cho cả hai xe luôn. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai đó là chính là cái phần áo này của bạn. Cái phần áo này á sẽ làm cho bạn không quay được đầu, rất là khó quay đầu để quan sát, tại vì á thực sự khi mà nhìn vào kính xe, mặc dù xe có cả hai gương luôn cũng không đủ để mà cho bạn quan sát được những cái vùng mà gọi là điểm mù của lái xe. Thì khi đó bạn phải quay đầu bạn quan sát trước khi bạn rẽ trái hay rẽ phải, bạn phải được quay đầu bạn quan sát cái xe rồi bạn mới được bấm xi nhan và rẽ. Đó là quỹ an toàn. Thì khi bạn mặc cái áo như vậy, nó sẽ che mất cả phần này, nó gây bó cổ lại, không quan sát được. Nó nguy hiểm. Cái thứ hai là cái khăn trùm này. Thì cái khăn này khi bạn, nó là một cái vật dụng rất là hữu dụng cho các bạn nữ, thì nó che nắng, che mưa gì đấy, nhưng mà khi đi ngoài đường nó lại gây nguy hiểm. Bởi vì sao? Khi bạn cần bỏ chân xuống đường, hoặc là bạn xử lý xe xong bạn cần bỏ chân xuống đường để bạn và xe đứng vững trên đường á, thì chính cái khăn này nó bó chân bạn lại, và lúc đó bạn rất là khó bỏ chân xuống đường. Bạn mặc quần còn thì khi biết tưởng tượng đi mình đang lái xe ha. Cái khăn nó bó lại, mình dơ ra không kịp thì cái xe sẽ ngã ngang sang cái hướng mình sắp bỏ chân xuống. Cái khăn này trông vậy thôi cực kỳ nguy hiểm. Đó thì bây giờ sau khi nghe giải thích thì bạn có thể thấy rõ một điều là trang phục khi tham gia giao thông nó cũng vô cùng quan trọng. Đôi khi mình nữ mình cần phải che nắng, mình cần giữ đẹp cho làn da của mình, những điều đó thì nó vô cùng nguy hiểm đúng không ạ? Thì ngày hôm nay có lẽ là bạn cũng xem lại vấn đề thời trang mình khi tham gia giao thông một chút xíu. Trước đây tại sao bạn nghĩ bạn lại là lái xe kém, bạn chạy xe lâu chưa? Xem lại vấn đề thời trang. Em chạy cũng lâu rồi. Bao nhiêu năm rồi? Chắc cũng 10 năm. 10 năm và bạn vẫn bị tai nạn. Dạ đúng rồi. Rõ ràng ở đây là một sân tập và nó có một cái tên gọi đặc biệt cho bộ môn tập luyện xe này, đó chính là Gymkhana. Gymkhana thì theo cách hiểu mà vui vẻ của người Việt mình thôi á, thì nó là bộ môn tập thể dục thể thao trên xe máy. Thì nó cách đơn giản là vậy, chứ thực ra là bộ môn này nó hướng nhiều về kỹ năng. Thì nó có nhiều, chia ra nhiều theo nhiều cái cấp độ khác nhau. Ở cái đầu á, sẽ là nó tập trung vào kỹ năng của người lái. Các kỹ năng căn bản, ví dụ như thắng, bẻ đầu xe, nghiêng xe và xử lý các cái tình huống khó ở ngoài đường. Thì đến khi mà qua được các bước căn bản này xong, nó nâng lên một cái level khác, là nó trở thành bộ môn thể thao. Nó mới bắt đầu gọi là Moto Gymkhana. Vậy là mục đích quan trọng ở bộ môn này, điều quan trọng là tập cho mình cái kỹ năng khi tham gia giao thông đúng không ạ? Đúng rồi. Sau khi mình rành về những kỹ năng đó thì đúng, nó mới nâng lên tầm một cái là biểu diễn và thể thao. Yeah.
Đầu tiên là bạn phải bỏ cái nón chùm của cái áo khoác của bạn ra. Bạn có thể mặc cái áo khoác đó nhưng mà hãy bỏ cái nón chùm ra. Hãy kéo cao áo lên nè. Nó hơi nóng tí nhưng mà nó sẽ tốt hơn đấy. Kéo cao áo lên. Rồi, thứ hai là bạn hãy không dùng cái găng tay len này nha. Tại găng tay len này nó chống nóng được đó, nhưng mà nó không sẽ không có độ bám. Nếu mà dám mua đến găng tay, bạn cần đến găng tay thì bạn hãy ra đến các tiệm bán đồ phượt á, thì người ta sẽ bán cho bạn một cái găng bảo hộ, thì cái đó nó phù hợp hơn và trên găng tay đó nó có một cái độ bám tốt để cho mình cầm vào đi đông. Cái cuối cùng và cái quan trọng nhất chính là cái này. Rồi. Cái váy. Không bây giờ là cô cũng trang bị sẵn nón bảo hiểm để ngày hôm nay xin mạn phép là vô tham gia lớp học luôn nha. Đúng rồi đó, để ra dân phường rồi đó. Rồi bây giờ chúng ta leo lên xe. Ok, bây giờ mình bắt đầu mình lăn bánh trên đường được chưa ha? Rồi. Thì bài đầu tiên mình lăn bánh trên đường, mình có thể tập bài đầu tiên đó là bài chạy số 8. Bài chạy số 8 này sẽ cho các bạn cảm giác sẽ cho bạn cảm giác hiểu về xe và hiểu được cái cách mà mình quay đầu như thế nào. Vòng đầu vào. Đó, như ba John nè. Phòng đầu vào, rồi. Đến đây. Anh Trung đó, anh gàng quá. Phòng đầu vào. Đi số 1 thôi nha ba John. Số 1 thôi, hơi nó hơi giật đó. À, khó. Mọi người đã thi cái vòng số 8 này lúc mà mình thi bằng lái rồi nha. Bạn nữ không giống chân nha, ba John giống chân nha. Ồ, bạn này đi vào số 8 này sao sai dữ vậy? Ba John. Đúng không? Không hề dễ dàng chút nào. Rồi, tiếp tục bạn ơi. Như vậy có thể nói là trong bộ môn Gymkhana nói riêng và khi chúng ta tham gia giao thông nói chung thì đòi hỏi một cái kỹ năng rèn luyện cực kỳ tốt. Và nếu như có bất kỳ khán giả nào của chúng ta đang xem chương trình mà cảm thấy là kỹ năng về an toàn giao thông của chúng ta còn kém thì chúng ta có thể tham gia đăng ký để cùng chung với hội nhóm Phù Đổng để tập luyện nhiều hơn và lâu dài hơn, để chúng ta tham gia giao thông một cách an toàn nhất. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Ủa, hết là lẹ quá. Ít bài tập quá. Thực ra là có rất là nhiều bài tập, nhưng mà vì bạn Vân á, bạn vẫn còn bị cái ám ảnh ở trong quá khứ là bị té xe, cho nên là bạn chưa có thoải mái và chưa có tự tin để chạy. Bản thân những người chúng ta vừa xem ở đây á, chúng ta có thể tự nhìn nhận xem lại mà bản thân mình có rành kỹ năng lái xe chưa, từ kể cả ô tô hoặc là xe máy. Có rành chưa, có hiểu biết về luật giao thông chưa, thì chúng ta phải xem lại. Và nếu như chúng ta cảm thấy ok, chúng ta chưa tự tin, chúng ta có thể tham gia ở trong những lớp học này. Mục đích chính ở trong cái lớp học này là để đảm bảo cho chúng ta tự tin khi tham gia giao thông một cách an toàn nhất. Đó, điều đó là điều quan trọng. Anh thấy thứ nhất là kỹ năng là một cái lẽ đương nhiên. Khi mà chúng ta thi bằng lái là đã có những cái kỹ năng mà giống như Gymkhana các bạn đã biểu diễn lúc nãy. Thì những cái đi dít dắt hay đi số 8 này nọ thì nó phải thuần thục, thì lúc đó mới thi bằng lái mới đậu được. Đó là cái lẽ đương nhiên. Nhưng mà sao thấy hình như khó hơn thi bằng lái. Nhưng cái thứ hai mà anh muốn nhấn mạnh đó là cái luật lệ giao thông. Đúng, chính xác. Khi mà luật lệ giao thông mình phải am hiểu hết tường tận từng cái bảng báo hiệu như thế nào, đường đi như thế ra sao, thì lúc đó mình đi nó sẽ ở mức an toàn nhất. Thì thật sự khi tham gia lớp học này á, thì các bạn có phổ biến với nhau về luật giao thông rất là nhiều. Và thậm chí tại sao chúng ta phải tập nó thành thục thành một kỹ năng? Bởi vì khi kỹ năng mình thành thục thì nó sẽ trở thành một cái phản xạ. Khi nào các bạn gặp tình huống cấp bách thì các bạn nhờ cái phản xạ đó mà giúp các bạn thoát khỏi cái tình huống nguy hiểm. Đó là cái điều mà chúng ta phải rèn luyện tập. Bây giờ mình sẽ qua một cái đề tài vui tươi hơn. Sẽ Hành xin đọc lá thư. Có nội dung như sau. Em tên là Nguyễn Minh Tuấn, hiện em là sinh viên và em 20 tuổi. Dự tính sắp tới của em sẽ thực hiện các bức tranh tường trong các quán cà phê cũng như là ngoài đường phố. Nhưng mà em nghe nói vẽ tranh trên đường phố rất dễ bị dân phản đối, thậm chí có khi bị đuổi đánh. Em hoang mang quá, các thám tử có cách nào giúp em không? Xin mời thám tử May cho vực dậy không khí của chương trình. Có phải em tới ngay chỗ mà địa chỉ anh nhắn ngay cho em không? Graffiti ạ. Chỗ đó rồi. Yeah. Bởi vậy nhiệm vụ nào mà có nguy cơ bị thương là giao cho mình không? Thôi mà cho nên là cái nguy cơ bị thương kìa. Ủa đi bình thường không được hả? Thì đó cho mọi người thấy cái hoa văn, cái họa tiết này thôi mà. Chủ yếu là muốn khoe cái họa tiết vậy thôi. Và xin giới thiệu với quý vị khán giả. Thôi được rồi, cho thấy cái mặt đi. Trời ơi, diễn quá à.
lâu lâu cho người ta mới quay lại sau lâu người ta quay lại cho người ta nói đẹp tới đi làm thấy ghê nói à, vâng thưa quý vị khán giả thưa các thám tử thì sau khi nhận được cái đề tài vô cùng hóc búa ấy tôi đã nhận được thêm một sự trợ giúp của anh Thiên Vương may quá thế là tôi thực hiện nhiệm vụ như sau xin chào các thám tử một vấn đề rất là khó khăn đặt ra làm thế nào để vẽ tên thiên đường mà không bị phản đối đây và người đặt ra câu hỏi đó là em ủa em, đây bạn Tuấn làm sao lại để tự nhiên đặt ra câu hỏi nó rất là trái khoáy vậy làm anh cũng hơi nhức đầu một vài đêm đó dạ tại vì em đang có nhu cầu đi vẽ tên thường anh vẽ ở ngoài mà em sợ là bị người dân phản đối đúng rồi ha dạ mình cần phải phát triển thêm cái gọi là cái kỹ năng của mình dạ đúng rồi rồi thử nghiệm trên nhiều môi trường khác nhau nhưng mà vẽ trong nhà vẽ trong quán này nọ thì không nói rồi cái đó mình muốn vẽ sao vẽ còn vẽ bên ngoài đường là đường dạ. là của chung mà đúng rồi em sợ là bị phản cảm đây dạ. là đề tài hơi khó nhưng mà anh đã có được một người cao nhân giải quyết giùm anh vấn đề đó dạ bây giờ chúng ta đi gặp người đó liền dạ ha ok nhưng mà trước vẽ ăn dày lấy gì mà ai mà phản đối em mới thấy kiểu này lần đầu có vẻ như là được vẽ lại nhiều lần rồi đó anh thấy có màu mới nè nhìn cảnh mát gì đâu lẫn lộn với nhau đúng không dạ đúng câu hỏi đặt ra ai vẽ bức tranh này một ai vẽ bức tranh này hai tại sao nó tồn tại được lâu như vậy mình sẽ đi tiếp để giải quyết câu hỏi này thật ra thì mấy cái hội nhà dân nó cũng dễ tính với nhiều người đã có cho vẽ lên tường nhà mình như vậy đúng không đau lòng khi ai đó họ mới đẹp nguyên con hẻm luôn á nguyên con hẻm toàn là bức tranh không họ là cái bức tranh này nè với lại bức tranh bên kia tường đó là trên tất cả đều bác Hùng có vẽ đó thế thì tại cái là bác muốn làm đẹp cho đường phố thì chỗ nào trống á bác muốn vẽ cho nó đẹp nhà bác ở đâu? Nhà bác ấy ở đâu? Ở trong xóm á, vô trong hội cái hội giờ bác Hùng hòa sĩ. Cái này đẹp mà. Dạ. Sau lưng mình cũng có nè. Này mình giống như đang trong câu chuyện thần thoại, mình cứ đi theo dạ. dấu vết này, đi theo những dấu vết trên bức tranh để lại là sẽ được vào tới nhà của tác giả bức tranh này. Dẫn do nè. Wow. Hẻm chật hẹp, chạy xe chậm. Hay vậy ta, trong Sài Gòn chạy xe chậm nha. Thu vậy nữa hả ta? Một cái năm đến hè lòng mang buồn. Thôi mỗi bức tranh đều có một câu thơ. Chắc chắn là nhà này. Đúng rồi, chú Minh Thơ. Dạ. Chào chú. Nhớ chào chú ạ. Dạ, con là thám tử May của chương trình du lịch Kỳ Thú. Dạ, con muốn hỏi chú là làm sao mà chú có được sự chấp thuận của mọi người trước để các báo đài cũng đều hỏi chú câu đó dạ. thì nó như thế này trong gia đình chú là nghệ sĩ vợ chú cũng biết ca biết vẽ con chú đánh trống đừng thành ra coi như trong nhà không có một cái sự rào cản nào hết nghĩa là còn khích lệ cho chú vẽ nữa qua một cơn bão bệnh bây giờ chú vẽ được người là nhà mừng lắm còn sớm viện thì thấy mình vẽ cũng được cũng đẹp cũng coi nó cũng sáng sủa trong lối sớm nên người ta đồng tình không có sự rào cản nào hết. Thì khi mà chú đặt cái cọ đầu tiên vẽ đó, cho đến khi người ta biết được rồi người ta mời mình vẽ, thì mình vẽ cũng được, phải không? Cũng có nét. Mà chú không, ở đây chú vẽ không có nhận tiền ai hết. Chú bỏ tiền ra chú vẽ. Vả lại từ ngày mà đất nước mở cửa đó, thì cái hẻm này được mấy xi măng, rồi hai bên đường là đèn, đuốc, nhà khang trang. Rồi nhìn cái những cái đó rồi nhìn lại những cái bức tường loang lổ mình thấy nó có một sự đối lập, nó có sự đối lập. Trên bên nó không nhìn như là mình con mắt mà có cái gì ở trong mắt không thành ra cái chú nảy ra ý định là vẽ mua sơn vẽ chú vẽ mấy cái bức sơn mấy bức tường chú vẽ từ đầu hẻm như là cuối hẻm luôn dạ, con để ý thấy chú hay có mấy cái dòng chú thích đó. Con thấy cái đó khá là hay thì mình có nhiều khi người ta có nhiều trình độ khác nhau có nhiều người cao có nhiều người bình dân nhưng mà có nhiều khi mình phải chú thích những cái câu đó để người ta hiểu cái bông nó xuất xứ ở đâu ví dụ vậy nó là sao tại sao đặt nó tên là forget me not là gì có nhiều khi người ta không hiểu thì mình dịch ra cho người ta sớm người ta hiểu hết nhưng mà trước đây là chú làm nghề gì ạ tôi đi dạy trường khuyết tật quận tư á trường khuyết tật trung tâm giáo dục trẻ em khuyết tật quận tư thế chú dạy về môn gì ạ dạy vẽ dạy võ thuật dạy thể thao ồ chú đa tài vẽ võ thuật thể thao dạy đàn á dạy đàn luôn dạy ca luôn dạy ca luôn dạy múa luôn
Múa luôn. Đúng, chú dạy tức dạy đủ thứ hết luôn. Giờ chú còn võ với đàn được không chú? Còn được hết trơn, giờ được vẫn hết còn nghe, nhưng mà nó không bằng hồi trẻ thôi. Nắng xuân về trên muôn hoa, nắng xuân về tươi thắm mọi nhà, người người vui đón xuân đã về, một mùa xuân mới tràn chứa tình. Nắng xuân hồng về nơi nơi, nhớ ai còn xa cách phương trời, về đây người hỡi xuân đã về, nhà đây hạnh phúc vui sống đời. Một mùa xuân vui tươi thanh bình, nàng chim líu lo trong bình minh, cất tiếng chúc phúc giữa rộn ràng, chào xuân mới sang. Rùa hồng chào nhau chúc xuân lành, này em bé thơ vui tuổi xuân, đón xuân tươi ngăn sâu nhạc vui mến yêu. Đây là một cái mai theo lời yêu cầu của ông chủ. Tức là không chỉ là đồng ý cho chú vẽ mà thậm chí là đặt hàng chú vẽ luôn. Nó hết câu này à. Rồi. Dạ, hết. Rất đau lòng khi ai đó cố ý làm ô uế tranh vẽ. Hãy yêu tranh vì tranh biểu tượng môi trường. Chú có bao giờ nhận học trò chưa? À có rồi, năm nay có mấy đứa tới đó, chắc chừng chú nhận thêm hai học trò này được không? Anh hẹn em cuối tuần, gặp nhau nơi cuối phố, biết anh thích màu trời, em đã bồi hồi chọn màu áo xong. Chiều thứ bảy người đi, sao bóng anh chẳng thấy, rồi nhẹ đưa gót hài, chiều vuông bóng dài, áo em dần phai. Sáng chủ nhật trời trong, nhưng trong lòng giăng sóng, chẳng thấy bóng em sang. Nên thứ hai thù tàng, thứ ba thù vàng, mùa đông thứ tư sang. Được cái hoa đầu tiên của mày rồi nè. Nhớ nha các bạn, khi các bạn tới hẻm 64 Nguyễn Khoái, hội chú Nguyễn Văn Minh ai cũng biết. Và khi các bạn nhìn vào bức tranh ngay bên phải trước khi vào hẻm 64 Nguyễn Khoái, thấy cái bông hoa này, là bông hoa này là do mày vẽ nha. Nhớ nha, nhớ nha, nhớ nha. Góp phần vào bức tranh nhỏ, nhỏ lại chút. Nhỏ lại chút. Ừ, càng lên cao phải nhỏ bớt phải không? Lên cao mà mình vẽ lớn là không sai, là sai đó. Thấy không? Ở dưới góc nó bự rồi, trên nó nhỏ 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 từ từ. Trên phải nhỏ lại. Ừ, nhỏ lại. Tôi nghĩ là chắc ông cũng lớn tuổi, tại vì cái bài nhạc mà ông hát á, thì nó cũng rất là xưa. Đó thì tôi nghĩ là ông lớn tuổi. Và thật ra nói thêm một chút, đây là một trường hợp gọi là vượt lên nghịch cảnh á. Bản thân hả? Vượt lên bản thân á, tại vì ngày xưa là ông từng bị một căn bệnh, phải nói là rất là nặng, sau đó đã điều trị, nhưng mà trong quá trình điều trị thì lại gây ra một hiệu ứng phụ, đó là làm cho mất ngủ, liên tục mất ngủ. Cho nên như là tác dụng phụ của thuốc ấy, đúng không? Đúng rồi. Chính cái việc vẽ này đã giúp cho ông trở nên yêu đời, thư thái tâm hồn trở lại và ngủ được. Ông đã vẽ từ đầu hẻm tới cuối hẻm thì không biết là bao nhiêu bức tranh rồi ha. Trong suốt 2 năm trời là ông đã vẽ được rất nhiều bức tranh rồi, cũng phải trên dưới 40 bức tranh. Là bức tranh lớn thì là lớn cả bức tường đó hả? Nhỏ nhất thì cũng là một khoảng tường cả một nhà đó. Còn lớn nhất thì như mọi người thấy là có bức tường nó kéo dài, thiệt là dài, giống như bức tường cánh đồng và con trâu hồi nãy. Ở trên mỗi bức tranh như các bạn cũng đã biết là có cả những cái dòng đề, đôi khi chỉ là những câu chú thích ngắn gọn cho biết ý nghĩa bức tranh, hoặc là đôi khi là những câu thơ như là những bài hát vậy đó. Thấy những cái câu mà gọi là giống như là biển báo nữa. Hẻm nhỏ nên đi chậm. Đúng rồi, lại có thêm những cái đặc điểm thú vị đó nữa là trên những cái cột điện, thường là sẽ thấy trên cột điện có đề một câu là nhớ đi bên phải, hẻm chật người đông, hoặc là trên bức tường nãy như mọi người cũng đã thấy hẻm chật nên mọi người đi xe chậm.
là vì thế. Một cái câu nhắc nhở người dân phải có ý thức tốt khi nhưng mà lại gây thiện cảm, có nghĩa là thấy bắt mắt, thấy nó mỹ thuật. Em rất là bất ngờ khi mà biết Sài Gòn mình có một cái góc nhỏ mà dễ thương như vậy, thấy nhiều nhà cùng vẽ như bức tranh và thấy có nhà là nhà tường nhưng mà cũng có nhà là nhà vách tôn ha, mà cũng có vẽ tranh sơn lên như vậy, em thấy rất là đẹp. Thứ nhất là các bạn trẻ muốn vẽ trên những bức tường ở ngoài đường thì tốt hơn hết là vẽ ở ngay tại nhà mình trước, giống như ông. Đúng rồi. Ông vẽ ở nhà trước và những người dân bên cạnh thấy ông vẽ đẹp thì mới tiếp tục cho phép ông vẽ những bức tranh tiếp theo. Chứ nội mà vẽ ở nhà ba mẹ đã không cho rồi. Đó, thì thôi khỏi đi. Chúng ta phải thuyết phục được gia đình mình trước. Thuyết phục gia đình trước. Không, cái điều quan trọng là bạn phải thực sự tài năng. Đây, thật ra là để trả lời cho câu hỏi này là tất cả những điều mọi người nói hết. Thứ nhất phải có tài năng, chứ vẽ xấu là không ai thích. Thứ hai là tài năng của bạn cũng phải được mọi người chấp công nhận. Tức là bạn có thể vẽ rất là đẹp nhưng mà mình nhìn bạn vẽ lên mọi người thấy không, nhưng đẹp nhưng tôi không thích bức tranh này ở đây là cũng không được luôn. Vậy đó, ông là hội đủ cái hai, ông có tài năng với lại bức tranh của ông được mọi người chấp nhận. Và thêm một cái điều quan trọng nữa là đam mê. Nhờ có đam mê của ông mà thật ra là mọi bức tranh của ông vẽ từ trước đây là đều ông phải tự bỏ tiền ra, tự mua sơn đó. Mua hết mọi thứ, công cụ, cọ vẽ, ông vẽ lấy. Rồi sau này khi mà nhiều báo đài nói về ông, nhiều người biết đến ông thì họ mới tặng cho ông thêm sơn để ông vẽ tiếp. Sĩ Thành nghĩ là sau khi chương trình phát sóng thì không những là ông vẽ được con hẻm mà ông sinh sống mà những người kế bên hẻm cũng sẽ kêu ông vẽ thêm. Hẻm kế bên là ông vẽ luôn hẻm rồi. Hẻm kế bên rồi những hẻm sau nữa. Mời ông qua nhóc. Mời bây giờ chỗ. Bây giờ chúng ta sẽ bình chọn cho thánh tử Bazio Gymkhana. 1, 2, 3. Năm cái. Sao ta? Trời đỡ, tôi xử liền á. Gì vậy? Cái sau á. Ủa sao vậy? Anh sao vậy? Du Duyên sao à? Bây giờ tới phần yêu Bazio hả? Không, ai cho đỏ, ai cho đen là tôi xử á, cái của mày á. Ơi, nói xin lỗi. Ngạ tập trung vô đi. Tập trung đi. Bây giờ đến phần mây. 1, 2, 3. Diễn viên của mình phải cho đỏ chứ. Trời ơi, bây giờ sao? Bây giờ hay rồi. Hai cái đều hay. Đều có ý nghĩa. Nhưng mà tôi sẽ xin tự lui về để dành cái phần thưởng đó dành cho mây. Bởi vì cái phần mà tôi thấy vô cùng ý nghĩa đó là mây đã đi gặp đúng người đúng chỗ và hy vọng ông sẽ tiếp tục phát triển hơn nữa. Trời ơi, về đi. Lên mời mây đâu. Lâu ngày mới thấy Bazio có một cử chỉ đẹp, một hành động tốt. Bazio giờ đã khác. Tôi có cảm tình hơn với Bazio rồi đó. Bazio giờ đã khác. Kính thưa quý vị, thánh tử cuối tuần đã thuộc về sự trở lại đầy ngoạn mục thánh tử mây. Tặng một nụ hôn luôn đi. Về chỗ mấy cô tặng nụ hôn kìa. Sĩ Thành rất là vui và tự hào thám tử của mình ngày hôm nay. Tại vì hai chuyến đi rất là ý nghĩa và cảm xúc. Kính thưa quý vị, hãy khán giả hãy tiếp tục gửi thư vào chương trình và đừng quên tiếp tục theo dõi chương trình vào lúc 22:45 thứ năm hàng tuần trên HTV7 nha. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.